Đây là một bộ phim rất tệ với điểm đánh giá trên IMDb chỉ ở mức trung bình. Nhưng gu xem phim của tôi đã từng nói, phim hay hay dở không quan trọng, miễn là có Nicolas Cage. Thế nên tôi làm cái recap cho bộ phim này, chẳng có gì nhiều cả. Bộ phim bắt đầu với việc chiếu một cái TV khác, và cái TV đó cũng đang chiếu một chương trình hoạt hình cho trẻ em, kiểu giống với chương trình Thách Bé Ngủ Ngon. Vì nhìn cách tạo tác của mấy bạn thú như được tạo ra bởi một designer bị sang chấn tâm lý với deadline dí vậy. Sau đó xuất hiện một cặp vợ chồng, tôi đoán thế vì họ nắm tay nhau này, nhìn mặt họ có vẻ hoảng sợ, sau đó họ chạy đi. Nhưng mà đây là phim kinh dị, nên kiểu gì cũng phải có nạn nhân xấu xố. Ý tôi là anh chồng đã bị lôi sang thế giới khác, chỉ còn chị vợ vừa đi vừa gọi tên con trai mình. Chị chạy một lúc thì nhìn thấy cô bé, con chị, có vẻ đã trốn được. Còn chưa kịp mừng thì chị cũng đi theo anh chồng. Thế rồi phim đổi cảnh sang một chiếc xe Chevrolet Camaro SSK. Tôi không hiểu vì sao tôi lại hiểu cái tên này đến thế. Phi vùn vút trên đường, bất ngờ chiếc xe nổ lốp, xịt khói lăn banh chành, có vẻ đã bị đinh tặc Hoa Kỳ tấn công. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, mở cốp xe làm lon chốc bạch trước. Tên của anh là Main, không phải tên thật của anh đâu, mà là tôi gọi thế. May mắn thay, Main sau đó gặp được một chiếc xe, người đàn ông cho anh đi nhờ, và làm nhảm một đống chuyện về ngôi nhà và những đứa trẻ. Main không nói gì, chỉ thay đổi trạng thái đeo kính. Cứ như thế chiếc xe đi vào một thị trấn tên là High Valley. Cùng lúc đó xuất hiện một cô gái trẻ, tôi gọi cô là A92, vì cô đang tưới xăng khắp khu nhà. Thứ cô đốt không phải là kho lương của quân xâm lược, mà là một khu vui chơi đáng yêu của trẻ em. Chưa kịp đánh lửa thì A92 bị bớ. Ngay khi cô gái bị đưa đi thì tình cờ lại gặp người đàn ông và Main đi tới. Người đàn ông lại làm nhảm với bà cảnh sát về tình hình của Main. Còn Main và A92 thì nhìn nhau đắm đuối. Sau khi Main và gã đàn ông rời đi, cảnh sát túm cô gái vào nhà và còng cô lại. Đụng vào trẻ vị thành niên là bà sẽ mất việc đấy. May thế tôi sắp về hưu. Quay lại với anh Main, lúc này đang đợi người đàn ông sửa xe cho mình. Người đàn ông nói rằng có thể nhanh chóng sửa xe cho Main, nhưng phải mất ít nhất là đêm nay, và Main phải trả tiền trước. Nhưng anh không có tiền mặt, cũng không chuyển khoản được luôn, vì cái thị trấn tên là High Valley chứ không phải là công nghiệp hóa hiện đại hóa Valley. Người đàn ông thấy Main không trả được, ngỏ ý giới thiệu anh một công việc có thể giúp anh trả tiền sửa xe. Và cứ thế Main gặp Vét Trắng, chủ của khu vui chơi suýt trở thành mỏ than khi nãy. Thỏa thuận của Vét Trắng với Main rất đơn giản: Main giúp ông ta lau dọn lại khu vui chơi, Vét Trắng sẽ trả tiền sửa xe cho anh. Vét Trắng cũng đồng thời giới thiệu qua khu vui chơi và mấy con linh vật nhìn không thân thiện lắm với sự sống: T-Rex, Elsa, Hoa Hậu, King Kong, Lancelot, Vịt Đần, Nghiện, cùng rất nhiều nhân vật đáng yêu khác đã từng là nhân tố được lũ trẻ yêu mến và tung tăng đùa giỡn cùng. Nhưng như Albert Einstein đã không nói, giỡn quá lố thì dỗ quá lớn. Vét Trắng kể rằng do một con thú lỡ tay tát yêu một đứa trẻ, UNICEF đã vào cuộc, đóng cửa khu vui chơi ngay lập tức. Nhưng Main không để tâm câu chuyện cho lắm, bởi anh đang mải nhìn báo. Vét Trắng nói mấy thứ kỳ lạ rồi bước đi, bỏ lại anh Main với chú báo cute. Nhưng anh Main không để ý nhiều, nhìn con báo một lúc rồi đi theo Vét Trắng. Sau một vòng giới thiệu, Vét Trắng rời đi và chúc Main may mắn. Sau đó ông ta khóa trái cửa khu vui chơi, bước tới bên cạnh anh Giai sửa xe, làm điếu xì gà gân, rồi cùng anh Giai sửa xe rời khỏi đó. Trong khi đó A92 đã được những người bạn thân tới cứu nét. Đi đầu tôi gọi là thằng ngốc, vì cố tông cửa sổ xong ngã dập mặt, trong khi cửa chính thì không khóa. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi tìm cách tháo còng cho A92. Cả đám con trai đi tìm chìa khóa, còn chị tóc giải quyết vấn đề bằng cái kẹp tóc. A92 yêu cầu đám bạn cùng đi giải cứu anh Main, nhưng mà đám bạn có ý hay hơn, đây là chỉ muốn đốt phất cái khu vui chơi này cho xong. Tuy nhiên A92 ra sức thuyết phục, cuối cùng cả đám cũng nhượng bộ. Trong khi đó anh Main vẫn thư thái thay đồng phục, dọn dẹp khu vui chơi đâu ra đó. Thường làm việc một lúc đồng hồ kêu, anh sẽ lại ngồi nghỉ và làm một lon chúc bạch trong lúc dọn dẹp. Bằng cách thần thánh nào đó, Vịt Đần đã đi tới phía sau anh, thực hiện giao lưu thân thiện. Nhưng chắc vì lâu không có khách nên Vịt Đần hôn hơi nặng mồm, làm anh Main bị xước má. Thay vì gọi điện kiến nghị ban quản lý thì anh bẻ cây chổi ra làm đôi, đánh cho Vịt Đần khôn ra con mẹ nó luôn. Chỉ một lúc sau, Vịt Đần đã thành vịt xé phai. Anh Main sau khi chiến đấu lại quay lại dọn dẹp, bỏ Vịt Đần vào trong túi ni lông, định mang đi vứt thì phát hiện ra cửa đã khóa. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đồng hồ kêu, và anh lại vào làm một lon chúc bạch. Sau đó anh tiếp tục công việc. Khi đang dọn nhà vệ sinh thì anh nghe thấy tiếng nhạc, chạy ra thì thấy mấy con thú đang thi The Voice. Anh chắc mẩm là AI thế hệ mới nó hiện đại. Lại tiếp tục quay lại nhà vệ sinh dọn thì nhà vệ sinh tự động đóng cửa, nhốt anh ở bên trong. Main bình tĩnh tìm hiểu sự tình thì bị King Kong nhảy vào ganh. Tuy nhiên đen cho King Kong là thực ra không phải nó nhốt Main, mà là nó bị nhốt cùng với Main. Rất nhanh King Kong cũng bị chuyển sinh theo Vịt Đần. Anh dọn nốt những gì còn lại của King Kong rồi lại tiếp tục công việc của mình. Giải lao thì anh uống bia chúc bạch và chơi pinball 3D, trong khi nhóm của A92 thì dưới xăng xung quanh khu vui chơi và sẵn sàng để lửa chùa nó. Tuy nhiên A92 vẫn kiên trì thuyết phục các bạn cô sẽ tìm cách cứu anh Main, trong khi họ mở một lối thoát từ bên ngoài. Nói xong A92 bắt đầu đi vào ống thông gió. Kế hoạch tưởng chừng êm xuôi,
Ai ngờ bị T-Rex ganh. Cũng may là con này tay ngắn mà não bé, nên A92 thoát được. Đám bạn cô thì ở ngoài vẫn đang cãi nhau xem là ở hay đi, vì cả lũ hút cần nên quên sạch kế hoạch. Không biết rằng bạn mình đang bị Elsa dí chạy Ford Turbine. Tiếng hét của A92 đánh động cả đám và anh Main. Trong khi đám bạn A92 đang leo lên mái nhà, thì anh Main lần theo tiếng hét, sau đó gặp được A92. A92 muốn anh Main thoát ra với cô, nhưng anh Main không nói gì, lẳng lặng quay đi. Trong khi Elsa quay trở lại với những con thú khác, đám bạn của A92 vẫn mải cãi nhau. Bất ngờ mái nhà sụp, cả đám rơi vào trong, gặp lại Main và A92. A92 nhìn thấy Elsa đang định cầm dao xiên ả thì Main cản lại. Đám bạn định ngăn Main thì nhìn thấy King Kong và vịt đần trong túi ni lông thay vì thùng xốp. Thôi miễn bình luận, A92 đi theo Main, kể cho anh về nguồn gốc của khu vui chơi nguyền rủa này. Chủ của chúng khi còn sống đã sử dụng để lừa những gia đình ngây thơ tới thị trấn, sau đó đổ sát tất cả họ. Sau khi cảnh sát điều tra và tới bắt, thì những kẻ đó đã tự sát và thực hiện một giao kèo với quỷ dữ. Khi chết sẽ tự nhập vào các con thú của khu vui chơi, sau đó vét trắng mua lại và mở cửa. Tuy nhiên những con thú bị ám đã trả thù lên những đứa trẻ tới chơi. Khu vui chơi lại phải đóng cửa. Vét trắng lừa người lạ đi qua thị trấn, dưới danh nghĩa làm việc để sửa xe, sau đó thả họ vào hiến tế cho những con thú, để chúng không thoát ra ngoài sát hại người dân thị trấn. Lúc này cả nhóm mới để ý lạc mất hai người bạn là anh da đen và chị tóc vàng. Thay vì đi chung thì lại tách lẻ ra đi học đánh vần với nhau. Cả đám định chạy đi tìm đôi trẻ kia thì phát hiện ra các con thú đã biến mất. Chỉ còn lại báo lúc này đang on mic. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người đã bị Lancelot xiên. A92 xô ngã Lancelot rồi kêu nhóm bạn chia nhau ra bỏ chạy. Trong khi đấy anh Main vẫn thản nhiên uống bia và chơi game. Chị tóc vàng và anh da đen đang thăng hoa, không để ý xung quanh mọi người đều gặp nguy hiểm. Anh đeo kính trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị Elsa tóm được. Thằng ngốc vừa gọi điện kịp báo cảnh sát. A92 thì đang thở oxy vì Lancelot có đồ trong tay. Khi đang nguy cấp thì anh Main lại xuất hiện, biến giá trị của Lancelot chỉ còn bằng cái thùng sắt di động. Ở bên khác, T-Rex đã chạy ra ganh đôi trẻ cưỡi ngựa. Anh da đen bay màu ngay lập tức khi anh Main và A92 tới. Chị tóc vàng cũng đã chịu chung số phận. Main không nói gì, lao vào tay không đánh nhau với T-Rex. Với ưu thế tay dài hơn, anh đấm cho nó không trượt phát nào. Cuối cùng kết liễu T-Rex bằng một cú móc họng. Bên này thằng ngốc cũng bị hoa hậu dí. Tuy nhiên hoa hậu không muốn làm hại thằng ngốc, mà chỉ tâm sự việc mình bị người ta hắt hủi chê bai. Hoa hậu muốn thằng ngốc giúp mình thoát ra ngoài. Ngay khi A92 vừa xuất hiện, thằng ngốc sau khi sim lỏ đã phải trả giá. Hoa hậu sau đó quay ra thách thức A92. Tuy nhiên hoa hậu quên mất rằng là anh Main đang ở ngay cạnh. Có điều khi chuẩn bị combat, đồng hồ của anh lại kêu, nghĩa là đến giờ uống bia chúc bạch. Main đưa lại con dao cho A92, rồi lại bật bia trong bếp uống. Mặc cho A92 xoay sở solo với hoa hậu, mặc dù thân thủ phi phàm, thì A92 cũng sắp niệm. Bất ngờ Main lại xuất hiện, anh túm lưỡi hoa hậu, quăng quật liên tục cho đến khi nó dừng chơi đá lưỡi, rồi kéo lê xác hoa hậu ra ngoài. Elsa và Nghiện chờ ngay sẵn, định bụng đón tiếp anh tận tình, nhưng còn chưa kịp ra chiêu đã bị Main knock out. Mỗi con một đấm nằm im không chống cự. Khi vừa phá cửa thoát ra, viên cảnh sát đã chĩa súng vào anh, yêu cầu bỏ hoa hậu xuống. Hóa ra bà ta tới vì cứu A92. Đứa bé ở đầu phim có bố mẹ bị tấn công, cô vẫn sống và được bà ta nhận nuôi. Bà cảnh sát yêu cầu cấp dưới đưa cô đi, sau đó còng tay anh Main lại và ra ngoài canh. Hoa hậu và Elsa đã tiếp cận tới Main, tuyên bố 2-1 không chột cũng què. Tuy nhiên chấp việc bị còng tay, anh Main vẫn giã cho bộ đôi không ngóc đầu lên nổi. Kết thúc bằng cú siết chí mạng bên phía A92 và viên cấp dưới. Trong lúc đi xe ra khỏi đó, không ngờ Nghiện trên nắp xe thò tay xuống dưới tấn công. A92 thoát khỏi xe và lấy được khẩu súng, nhưng gã Nghiện đã lấy được đạn. Thế nên A92 chuyển sang chơi cận chiến, dùng báng súng vụt Nghiện cho tới khi hắn sốc điện mà chết. Anh Main sau khi hạ được đôi creep kia cũng nhanh chóng lau chùi dọn dẹp lại khu vui chơi và đối mặt với con boss cuối cùng của phim là báo. Tuy nhiên đồng hồ anh lại kêu, vậy nên anh lại quay lại uống bia và chill, sau đó đi ra ngoài. Bà cảnh sát thấy anh vẫn thoát ra liền chĩa súng ép anh quay lại, nhưng báo đã biến mất trên sân khấu. Sau đó xử đẹp bà cảnh sát, dù bà ta đề nghị sẽ hiến tế anh cho báo. Anh Main phải đối đầu với boss không dễ như đám creep kia, nên cũng bị nó cho ngậm hành mấy hiệp. Biết là gặp phải dạng khó xơi, nên anh Main vào bếp bê tất cả số trúc bạch còn lại cùng với hai đoạn chổi gãy, chơi khô máu với báo. Lần này thì con báo ăn đòn, bị đánh tới độ bố mẹ không nhận nổi mặt vì anh Main toàn đánh vào mặt. Cuối cùng toàn bộ đám thú khu vui chơi đã bị anh Main tàn sát. Trời sáng, vét trắng và người sửa xe tới khu vui chơi. Họ nghĩ là Willy đã chết, không ngờ rằng anh bước ra và lấy lại chìa khóa xe của mình. Anh gặp lại A92 lúc này cũng vừa mới bước tới. Cả hai sau đó lên xe cùng nhau. Vét trắng và gã sửa xe tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, định vào xe đi thung thăng. Ai ngờ Elsa vẫn còn sống, châm lửa đốt bình xăng, khiến cả bà nổ tan xác. Anh Main và A92 ra đi trong hạnh phúc, giữa đường nhấn ga và last hit nốt con Nghiện. Kết thúc bộ phim. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.